sắc rồng nghi trói trói vinh phong quyền đi quan đệ tứ uy hùng dậy vang. Quang minh chính đàn diên ngã tích tăng cung sờ kim phục hoàng thật cật hình chưa điên trung vương lăng tất giả tư bi mất chúng sinh ông ma kim tỷ lệ song nhàn chiếu thiên tù. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hiền tu tâm ích đức xếp điền họ chứ ta sát quỷ con lớn tuần còn tranh đại đại tài
ban tâm mì ban sắc tường dân ninh sang vạn cổ uy linh bao phen đắp mơ để xây thành khắp miền xin hải sông nhì xanh xanh nhẹ nước nước Chanh ơi hời bên sông Chanh nó nước còn ghi một chân. Đồi oan
ân sáng dân sinh từ vì đời cho hiếu đạo vua tình xa kể cùng nước chữ hiếu chữ trung giữa chữ kiệt cùng thanh tích lưu thiên cổ sử còn truyền khắp miền Nam Bắc. Về đỉnh Giang tìm nhà có phúc thứ lòng người trong lúc lánh thân tháng hai giữa tiết trung tuần ông bà trưởng lão bông thần ứng ngay mừng tình mới ngày xưa là đôi lòng xa, đôi lòng xa tựa cửa mấy đôi bên. Sự sánh nay hãy con xuyên bạch xa đại thường kê bên ngôi đền rồng. Đọt phù tội trời không dung đường thiên lý quan sơn bờ ngỡ hỏi chẳng chẳng già hỏi chẳng chẳng già ơi có to chẳng chẳng ơi hỏi chẳng chẳng hỏi gió hỏi trời hỏi rằng nguyệt nào người vì đâu ngồi có mưa dầu dãi nắng vẫn tốt tươi hàng ngày mình phong ba bò cây rơi thấu được lòng ta sơn cùng thủy kiệt sư phương xa lạnh lùng thà thác vinh thà thác vinh còn hơn sốc nhục nước sông kỳ nước sông kỳ cùng tắm ngọc bến côn sơn kiệt cùng hưu hát trăng trăng non sông kỳ trong đục đục mà nước cứ tuôn đôi dòng không thấy cảnh lòng đau như cắt nữ dân hoàn quyết dứt giả pho sông lòng diệt ta quyết vững lòng mượn dây oan nghiệt để cho xong tội xưa
lệnh cứu chung truyền đi kịp khắc, đầy biên cương chân đất làng sơ, rằng cho đói tội chuộc công, nào đâu nên cảnh cùng thông ai tường. Giặc Bắc Phương bùa tà dựng chú, khiến đất đất trời phong phong vù đảo điên, sương tàn gió độc triền miên, lòng quân quân nào đúng chỉ hiểm tắc tắc gan. Lũ nịnh thần tham quan phản nghịch, tấu lời rằng tà tích tích vu oan, đức vua chẳng tỏ ngay gian, tư thông với giặc nối oan đồng trời. Vầng nhật luôn sáng soi khúc trực, ánh nguyệt bình gió thực thẳng ngay, thâm oan khó kể dài bay, sự tình nào thấu đất dày trời ca. Vòng sinh tử thời nào hương vân, bóng đối đầu gió giật mưa xa, hiền linh hiền linh đôi bóng nông xa, nghiệp trần đã đoàn thoát thoát đã về tiên. Kỳ cùng giang lập đền phùng sư, đức đức tôn thần đệ ngũ vương quang, kỳ cùng văng bạc trắng vàng, anh hùng há chịu tiếng oan đời đời. Gương đức nghĩa sáng soi rạng rỡ, lớp bụi mờ sao khuất kim quang, lê triều tà phủ tôn đoan, uy danh đô đốc Lạng Giang cầm quyền. Sơn thanh sáng ngời hồi cung, Bát Hải Đồng Định ngài con vua cha, Bát Hải Đồng Định tôn toan điều thất anh linh khác thường. Thanh sáng ngời hồi cung, là con vua thứ hai quan triều tường, hậu lê thái tổ quảng cai trong chiều. Toàn thanh sáng hồi cung, thượng hàn dâng văn tiến thanh trên ngàn, đông đông quốc tuần quán đi, giáng đàn chứng đây. Dưới khe cá lặn chim bay về ngã, cánh cánh khuya nguyệt lặn nề sao tàn. Nề sao tàn, chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan trèo vào.
gánh đôi thấp núi cao. Trên thượng ngàn tôi tu anh linh ý à, ý à. Tay tiền mua sóng đăng
xăm năm châu dịu dàng bề bài, thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài. Giọt dài tinh từng đôi đốt dẫn đi ngày sao hoa mua xịn sàng như anh sao xa đi à. Chàng tôi linh nghi hai hoa trầu rào chơi mình đời xin quanh lưu đo đồ rơi đất tiếng ra vôi từ lực tài sự mới ban ra vốn thương tự ngọt đi do lắm vì đây càng nhiều ban do dài nhất sang liêu cùng lúc do nhiều hơn năm ngoái năm xưa anh đâm còn nhang khói từng thề 30 mùng 1 về tư hô rằng 30 mùng 1 hôm năm mươi người đã bước tới đâu gieo mầm nhật nhiên nôn cầu bình hoa đẹp như sao bắt đầu ngân hà trăng rằm tháng tám như là sao mai đẹp bì nhì tô nữ chàng đài quanh sân người sân hoa thắm nghi mất rừng trong nắng mai bất tiếng ca lời vọng quyền đi ca quyền cai tam thập lục ngàn châu thập lục ngàn xưa ý à. Quyền cai tam thập lục ngàn xưa chín tầng nghề khẽ suối một ni bộ tình yêu sao xong rơi dừng quyền đi rừng nào xong
dưới rừng quê mình rừng đào. Dòng dòng chơi ngàn quê ngàn đảo, ngày mây nước gió trăng sao đứng đờ đón buồm vai quầy lắm hoa. Ý anh sao hồi cung thánh thoại thiêng thay để tam châu, thánh thoại thiêng thay anh sao hồi cung An Thái xã danh danh quý hương, An Thái xã danh danh có chầu đệ tử đức danh danh ngờ roi truyền sáng hồi cung. Sông Hóa quê nhà chầu năm suối lân đi, sông Hóa quê nhà danh nam cổ tích một tòa sơn trang toàn thanh sáng hồi cung. Châu lục cung nương sắc phong châu lục cung nương vốn dòng dòng chân thị sinh nghi trên thượng ngàn. Bờ hồi đua thuyền
nam mà thanh nữ lịch cùng ngờ nhau đua tài. Ba năm mi hơn một ngàn ngày có tâm tu dưỡng ăn chay luyện tài, nhưng bất thường một sớm hôm mai. Sườn cha tình 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 măng măng chung chung măng măng ra măng che măng nửa cơm đam đi trà vàng có phèn súng ngay đi tìm đi về đây càng nhiều ban đi cho giải nhất sáng nhiều bông lộc hơn nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đầu con khuya dơm phụng thờ 30 mùng 1 10 tư hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 10 tư chim quanh lưu đô bầu trời cất tiếng cao
châm ma cài soi nước long lanh gót tiên hải sao cành dựng thành thang hoa đua nở đầy ngàn nề tay hai gùi trên vai đặng trái chín thơm rung rung nghi dinh quầy lắng lắng đầu non ý. Dập dùng quốc kiều gợi cảnh siêu hùng mê ý à. Có kiến người núi buồn bằng quăng nghi tiếng hổ gầm vang trong hang đồng bầy báo hóa giao đường tìm mồi ý à. Sao hồi cung lác đác sao xa được đêm mời trông bảy tân la ngự về sao hồi cung bát nan đại tướng đông nhung nhi bao phen đình này chiến công kiên cường ai về thăm tỉnh thái bình nhớ vào bãi yết đông nghề đình nghề vua xa có ai về thăm huy nguyện ý bát đàn đại tướng quân ngồi đền thờ đại tướng đông đông nhung nhung ý. Cùng chứng vương cất bước tiến lên phất phất
cờ vung kiếm mở đường. Phất đi cờ vung kiếm mở đường, ra tay quét sạch những phường gian tham. Bóng cơn gió núi bí mưa ngàn ầm ầm bình ma kéo về đền Tiên La, vô chùa lễ Phật Di Đà. Phù để bao nhà tan hoang. Vào buổi sáng mùa xuân năm ấy,
năm Nhâm Dần ngày 17 tháng 3, nghĩa quân nó vây chặt bên bà. Ra nghe lời hịch truyền đi khắp vùng. Việt Nam phủ dưới quyền Đông Hán Giang Sơn ta, tô lệ lầm tháng dần thay tô định bảo cường. Ý nghĩa xôi non nâng một đi nụ xinh tươi, vị phong nghệ chẳng biết tuổi mười. Châu châu cửu anh linh giáng vào lệnh tộc phúc lành thanh sang hồi cung. Đồng mỏ chi lăng ai lên đồng mỏ chi lăng, châu mười nữ kiệt cứu dân tiền triệu. Sơn thanh sang hồi cung, Bắc Lệ bao xa lên Bắc Lệ bao xa, ai đi chiếm bái phải qua đến châu. Đền thờ châu bé thấp mi cao mấy tầng, ngàn cỏ hoa nghiêng mình ủ lá bầy chim buông, bách ngơ thú quỳ tâu chim màu anh diêu rít bên lầu. Ý nghĩa xin non dung con đi dâu gì thú sơn xa, cành nghề đêm đề tự nhiên rơi một bầu gió mắt sang thành ý nghĩa. Thank you.
ngàn thông reo rắt ở bên gành suối reo. Đường quân khúc đi qua đèo dốc núi, nơi hiểm nghèo đất sỏi đá ốc, một đi vụ sơn thủy thông rong. Nghỉ vùng sân nơi nghỉ thông sông, ai đi lê bấu trên thì cũng nhìn lặng sơn. Dâm thứ quả hay vì dâm mẫu do bí rừng nhiệt, củ đậu măng tươi cơm làm gió sáng củ mai. Ý sắn đồi diều tâm, bàn chi âm đông bao tà hiu, áo xanh chạm hiểu điều thướt tha, gót tiền quẩy lắng hái chào. Xin xuống dần đời, xa ai yêu kiều,
bầy đồi núi châu cuối quy tông chim hót bự vui đón châu về đến đây muôn dân đâu ca nhà nhà an vui bắc trung nam xung vầy bắc nam xung vầy long vân khánh ngồi đón châu về đến đây châu về đến đây ban phúc đề đà cho bé thương thù vương là gốc áo thắm thân khăn thắm đôi đồ
xanh kiềng bạc túi trầu. Anh xa hồi cung mẹ quý đoan trang, bóng con hoàng cả về quý đoan trang. Khi thăng hạ giới tới duyên đẹp rồng. Anh xa hồi cung dâng quân lên ngàn ông hoàng đôi, dâng quân lên ngàn đùng 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 đổ dậy vàng đất trời. Anh xa hồi cung tiến lên mặt nước lạ lùng lùng, gió già cũng bơn hoài chân dùng thường. Chân ai chẳng bùi bầu rượu tiên thơ túi xanh xanh xa khăn thiều áo trắng trắng như đai vàng võ hài chân dầm vai mang y một đôi heo trên bàn thuyền chân bước xuống treo bổng lái hoan ni hò hoa kia non xanh nước biếc hoan ni dù phong ba mạng hoan du hoa cầm vừng tay chèo hoan ni du hoa vươn bề treo ra hò hoan hoan du hoa hoan hoan ni hò hoa chú khoan nếu du hoa dưới chân chân mây bạc khoan khoan đi hò hoa nước nhỏ bằng
khoan dô khoan khoan nếu dô khoan trắng xanh xanh đen đỏ khoan khoan đi hò khoan tím vàng nhợt nhợt khoan nếu dô khoan gió mát đi trắng thanh khoan khoan đi hò khoan lộ trình hoàng du xuất xuất khoan dô khoan 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 đi hò khoan lướt sóng mi nào du khoan mi dô khoan sắc chỉ vua ma ban dô khoan cờ đỏ trên thượng kia khoan khoan đi hò khoan xanh trên thượng ngàn khoan nếu dô khoan trắng dưới quy thủy phù khoan khoan đi hò khoan lá cờ vàng sóng sơn khoan khoan dô khoan ông mới ngao du khoan khoan hò khoan sơn thủy hữu tình khoan nếu dô khoan lộ trình về đền đánh khoan khoan dô khoan đền sinh cảnh đẹp khoan khoan hò khoan bốn mùa phong quang khoan dô khoan huyền giáo huyền ái khoan hò khoan đa đời bên xa khoan dô khoan khói ông bơ thỏi khoan hò khoan treo qua đền này khoan khoan dô khoan tới bên đông ngờ khoan khoan dô khoan thuyền rằng tới bên sai các cô hầu bắc cầu thoi ông lên đường có điện thất bảo có tòa đại dương để tây thiên suốt trên siêu đảo nhất tuần sơ sông lên bề ngọc các cô mi dâng vào là bời rước mưa hoàng rơi a rơi rước ông hoàng rơi Quỳnh tiên chúc chén diêu đào nhị tuần ná nâng lên đi kính bầu các cô nâng bờ là bời rước mơ hoàng sơn các cô nâng bời rước quan hòa sơn tề tây thiên thuốc diễn siêu đào tam bôi dâng lên bề ngọc kính vua tạ bồ đề các cô dâng vào là mời rước mơ hoàng rơi các cô dâng vào là mời rước mơ hoàng
chẳng nhớ thương ai. Khi tỏ khi chủ nhang ghế họ Nguyễn mà vương vân vân chi đây ba chén rượu đào chưa cạn ông bơ nỡ chia tay ghế họ Nguyễn sao đánh thank you.
bên Vân Lai tập hồi cùng người. Bao nhiêu oan khiên vất vả, ông bơ mở đời cho họ nguyện được phú quý vinh thoại các cô tiên nữ đón ông bơ về dưới thoại cung. Đoàn thanh sáng ngồi cung trai hút bảo hà hoàng nhắn ngay lên trên đất bảo hà. Chúc chúc bóng thập ni cao giữa đêm thanh ngoạn cảnh vườn đào. Đêm thanh ngoạn cảnh vườn đào, thấy vầng nghề sáng ngơ khuyên ba sao mi giữa rơi đền bảo hà. Là nơi thanh tích
tuyết nguyệt đượm đượm mùi, dâng câu thiên bảo chúc lời phong phong chuốc chén ô long long quỳnh quỳnh tiên chuốc chuốc chén ô long long tay nâng nâng nghi bình bình ngọc ngọc các bạn tiên dâng dâng bảy bảy chén trà ý nghi tiến thượng kim ban nề xà ô long tiến thượng kim ban nề mẫu đơn cùng xà long tình để lúc lúc thừa nhàn hoàng bảy nhiên nên vui nghi à hồng trà hồng trà ba chén các cô quyên bởi thanh lương nghi mỹ vị ngọt bùi kỳ tân a tân đường a tân đường bùi kỳ tân xin báo còn lắm canh nghề quan hoàng bảy vui với phù dung với cỏ ngơ cây tuyết nguyệt phong hoa hoàng lấy thơ làm bàn cầm kỳ thi hoa thú vui vầy khi vui cung kiếm khi ông bảy ngồi nghe câu trà tàu thuốc lá hoàng ưa thích bạch cống keo xiêu lúc thành thơi ông bảy mày là con vua thượng đế đức giáng tại sơn lâm dẫn bảo hà diện mạo hồng hào tươi vẽ ngọc dũng nghi tươi tốt khác nào hoa chiều hôm nay quan hoa
khoảng 7 người say câu hát. Ông say nợ tan bồng khi tỷ lại say. Chân phàm hổ dề mấy ai hay, tăng bồng hồ thì hẹn ngay vinh hoa hoàng nhặt nhặt lên đất nghĩ a hà bảo bào đêm mi mùi phong nguyệt đi ăn đó là tiên cảnh thần tiên sáng ngô sáng liêu phàn yên cảnh thần tiên trên đảo tiên đi cảnh trên bao cỏ cung cây đưa xin hoa lá ngân cần ngân ngân cần ngân hoa đào nằm ngoài người vẫn đêm phận xa còn kém xa sáng ngô sáng ngô liêu phàm xa còn kém xa người phận ước xa còn kém xa người phận. Trên cung trắng, ai hẹn ai chờ ai chờ ai ai chờ vì đường ông đi chậm chậm đinh đinh nghĩ a tình tình cơ tình cơ gặp gặp mà tiên sáng ngô sáng liêu hàn yên gặp mình tiên tình tiên đi gặp ma tiên tình đi tình chỉ ngăn nghĩ a gan là tất cả gan là mình tất tất gan gan tu nhân nhân cùng thời tình đức nguyện có nàng người có tâm nàng người dày phúc nghĩ a hoàng mới đưa vào nhập hội quy nguyên tiên sáng ngô liêu phàn yên nghi hội quy nguyên tiên nông bảy đưa vào ưng mơ tiên nghi hội quy nguyên tiên nông bảy đưa vào
quan Nam Tào cùng quan bắt đầu số mệnh trần gian. Nào ông chép biên họ Nguyên ghế ông là người hiếu thuận thảo hiền tu tâm tích đức ông bày chép biên cho thọ trường. Bao ngược đi ngày người không nghe thước thời to lỗi lầm miền có xa chi đâu sự nguyện mà được như ý sợ câu đắc tông nhìn tâm. Đừng có ai khoe mình đã tròn vẹn buôn phần chứ tâm mà đã kém ông bày cầm cân sao bằng bằng. Ông bày nói rằng đừng có ai khinh những kẻ bần hàn tình đức mà tươi tốt cho về ta sau này. Nước tiên tẩy hết bụi chân ông cho nước tiên tẩy hết bụi chân thanh cao rồi lại người phật họ nguyện được thanh cao. Gieo cao xá ngọc nghe chữ tam tòng miệng chữ đức khuyên ghi này họ Nguyễn con đặt gối tô quỳ xin quan ni hoàng đầy ai độ trì xứng minh. Lệnh thập nhì các cô tiên nàng cô nào việc ấy sửa sang ra đứng hầu kim cô nàng ta phá nước nghi xa tô thế là vừa ý ông bày gật đầu vô vội ban khen. Nàng đôi dâng bộ khay đèn tiên con nàng đôi dâng bộ khay đèn xe ngà diệt sứ bộ móc tiên bằng 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 vàng. Tiên cô nàng ba dâng nghe hộp mì thuốc ngang ngang hí à vừa ý ông bảy hoàng xin đất sơn lâm đốt đỉnh minh nhang trầm nàng tư đốt đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô theo cho tỏ tay cầm móc tiên kèo bánh nguyên tin cô nàng nằm dâng
kẹo bánh huyền. Kẹo xìu cũng là thuốc công, ngự cảnh biến nay xanh đi. Tính nết cô nhu mì làm sâu, tính nết nhu mì dâng hoàng một đôi tuấn má để ông đi chấm chấm đồng. Này khúc nguyệt cầm tiên đô nàng bày, này khúc nguyệt cầm miệng ca tay gầy bốn năm cùng nghề nón là. Tiên cô nào tam mi dâng chiếc lược ngà, đôi tay trái chuốt ông khen là cô khéo thanh. Nhiều điều ai tay tiên cô nàng xin, yêu đi yêu ai tay. Ngày ngày cô chín dâng một đôi giày để hầu ông. Cô nàng bưởi đây lưng ong 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 canh ba đúng vào giờ tí, cầm đèn lồng cô bước ra. Tiên cô 11 niềm quạt nước pha xà, ấm mê tiên bình ngọc đôi tay là sưng lên. Cô 12 An, 12 các cô tiên nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng. Thổ bát hội đồng trên lệnh hoàng sai, thổ bát hội đồng cung nghinh đón rước hoàng về bảo bà sơn. Thổ bát hội đồng